hiểu xem là đối tượng phạm vi nghiên cứu của môn dịch tễ được học với các cái lĩnh vực khác có liên quan đó. Rồi, cái đối tượng nghiên cứu của dịch tễ học, dịch tễ học thì nghiên cứu cái gì? Dịch tễ học là nghiên cứu về bệnh dịch và những yếu tố gây bệnh trong quần thể. À, định nghĩa về dịch tễ học này, dịch tễ học là cái môn khoa học mà nghiên cứu về bệnh dịch. Dịch mà tên trong cái tên của nó có rồi kìa, dịch tễ học là môn khoa học nghiên cứu về bệnh dịch và những yếu tố gây bệnh ở trong quần thể. Rồi, cái đối tượng nghiên cứu con dịch dịch tễ được học là gì? Là môn khoa học nghiên cứu về cái gì? Nghiên cứu về gì? Dịch tễ học là môn khoa học nghiên cứu về bệnh dịch. Thế dịch tễ dược học thì là môn khoa học nghiên cứu về, môn khoa học nghiên cứu về cái gì nhỉ? Trời ơi, tôi nói có mic mà mic mất rồi mà. Là môn khoa học nghiên cứu về cái gì đây? Dược học. Trời ơi, mình học ngành dược mà mình không biết là dược, nhắc đến cái từ dược là nghiên cứu về cái gì thôi. Đi đâu hết rồi, có ai ở đây không nhớ? Là môn khoa học nghiên cứu về cái gì? Thuốc. Trời ơi, sao mà mãi mới có một người trả lời thế này? Là môn khoa học mà nghiên cứu về thuốc, về tác dụng bất lợi của thuốc và vấn đề sử dụng thuốc ở trong cộng đồng nha. Đó, cô nhắc lại là dịch tễ học ấy là nó nghiên cứu về bệnh dịch, nghiên cứu về yếu tố gây bệnh. Còn dịch tễ dược học ấy là nó nghiên cứu về tác dụng bất lợi của thuốc. Nó là một môn khoa học mà nó nghiên cứu về tác dụng bất lợi của thuốc, nghiên cứu về vấn đề sử dụng thuốc ở trong cộng đồng. Thế cô hỏi các bạn rằng là thuốc có gây ra bệnh không? Có nghĩa là thuốc nó sẽ, thuốc thì nó có tác dụng là để chữa bệnh, nhưng đồng thời nó vẫn có những cái tác dụng không mong muốn, những cái tác dụng bất lợi của thuốc là các ADR, đúng không? Đó, và bản thân những chính những cái tác dụng bất lợi của thuốc này nó sẽ gây ra ra bệnh, nó cũng là một yếu tố gây bệnh. Cho cô ví dụ đi. Rồi, em Z nó gây ra loét dạ dày, đúng đi nữa. Rồi, còn gì nữa không? Mình đi tiêm tiêm vaccine về mình gặp phải tác dụng phụ nào? Bị sốt. Bị gì nữa? Đau nhức tại vị trí tiêm. Đó, rồi quá liều paracetamol thì gây ra vấn đề gì? À, hoại tử tế bào gan. Cái hoại tử tế bào gan. Đó, thì đấy là những cái tác dụng phụ của thuốc. Như vậy là bản thân thuốc ấy, cái dịch tễ dược học ấy là nó nghiên cứu về về vấn đề sử dụng thuốc, nghiên cứu về tác dụng bất lợi của thuốc, nhưng mà bản thân cái tác dụng bất lợi của thuốc đó nó cũng chính là cái yếu tố gây bệnh, nó có thể gây bệnh cho con người ha. Vậy thì dịch tễ học với dịch tễ dược học nó sẽ chung nhau ở điểm nào, nó sẽ giao thoa nhau tại đâu nhỉ? Dịch tễ học và dịch tễ dược học nó sẽ giao thoa nhau ở đâu? Nó đều chung nghiên cứu về yếu tố gì đây? Đúng rồi, yếu tố gây bệnh, chính xác. Nó đều chung yếu tố, không phải là yếu tố gây bệnh, chính là cái gì đó? ADR ấy nhá. Dịch tễ học là nó nghiên cứu về bệnh dịch, nghiên cứu về những yếu tố gây bệnh. Thì yếu tố gây bệnh thì nó nhiều loại lắm, nhưng mà trong đó nó cũng có ADR. Thế còn dịch tễ dược học thì nó nghiên cứu thẳng về ADR luôn, tác dụng bất lợi của thuốc luôn. Vậy là hai anh giao thoa nhau ngay tại chính tác dụng bất lợi của thuốc và ADR luôn. À, người ta định nghĩa dịch tễ dược học là một môn khoa học nghiên cứu về vấn đề sử dụng thuốc và hiệu quả điều trị của thuốc ở trong cộng đồng. Đó, định nghĩa như vậy đó. Dịch tễ dược học là môn khoa học nghiên cứu về vấn đề sử dụng thuốc và hiệu quả điều trị của thuốc ở trong cộng đồng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái mối liên quan giữa dịch tễ dược học và dược lý học lâm sàng. Mối liên quan giữa dịch tễ học, dịch tễ dược học nhé, và dược lý học lâm sàng. Thì các bạn cũng biết là lúc mình học dược lý là mình sẽ học cái gì? Học về thuốc, tác dụng của thuốc, đúng rồi. Dược lý nó sẽ nghiên cứu về tác dụng của thuốc.
Còn dược lý học lâm sàng thì là ở trên giường bệnh ấy. Thì lâm sàng có nghĩa là dược lý học lâm sàng là nghiên cứu tác dụng của thuốc ở trên cơ thể người. Đó. Nhưng mà bản thân lúc nãy mình nói rồi, thuốc nó vốn gì, nó là con dao hai lưỡi. Nó vừa có những cái tác dụng điều trị nhưng đồng thời nó sẽ có những cái tác dụng bất lợi. Đúng không? Đó, nó sẽ có những cái tác động bất lợi nữa. Thì dược lý học lâm sàng thì sẽ nghiên cứu cả hai mặt luôn, vừa nghiên cứu tác dụng điều trị của thuốc lại vừa nghiên cứu luôn cả tác dụng bất lợi của thuốc khi mà sử dụng ở trên người, có nghĩa là nghiên cứu cả lợi ích cả nguy cơ của thuốc. Rồi trong khi dịch tễ dược học thì mối quan tâm chính là tác dụng bất lợi tiềm ẩn của thuốc, và dịch tễ dược học nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho dược lý học lâm sàng nhá, có phần làm rõ hơn hiệu quả điều trị của thuốc. Đó. Cái dược lý học lâm sàng ấy, có nhắc lại là cái dược lý học lâm sàng ấy là nó nghiên cứu về tác dụng của thuốc ở trên cơ thể con người, nó bao gồm người đang sẽ nghiên cứu luôn là tác dụng điều trị của thuốc và đồng thời nghiên cứu cả tác dụng bất lợi của thuốc nữa. Rồi tiếp theo là cái dịch tễ dược học thì lại tập trung nhiều cho cái tác dụng bất lợi của thuốc, cho nên nó sẽ hỗ trợ cho dược lý học lâm sàng trong cái việc là điều trị cho người bệnh mà tăng cái hiệu quả điều trị lên và giảm được cái tác dụng không mong muốn của thuốc ha. Dược lý học lâm sàng đối với dược lý học lâm sàng ấy là người ta sẽ đánh giá giữa cái nguy cơ và lợi ích, đánh giá giữa nguy cơ rủi ro và cái lợi ích mang lại. Thế một cái loại thuốc được sử dụng cho người bệnh khi cái nào lớn hơn cái nào? Một cái loại thuốc chỉ được sử dụng cho người được được sử dụng cho người bệnh khi cái nào nó lớn hơn cái nào chưa? Lợi ích nó phải lớn hơn rủi ro, đúng rồi nhá, người ta phải tính giữa cái lợi ích và nguy cơ. Nếu như mà lợi ích mà nó lớn hơn so với nguy cơ ấy thì mới sử dụng cho người bệnh, còn mà lợi ích mà nó thấp hơn so với nguy cơ thì cũng không nên sử dụng. À, bởi vì ở đây mà mình sẽ phải cân nhắc cái đối với một người kê đơn ấy, phải cân nhắc giữa cái lợi ích và nguy cơ. Có ví dụ như cái thuốc giảm đau gây nghiến ấy, morphine đó, là nguy cơ của nó là gì? Nó gây nghiến, nó là thuốc giảm đau gây nghiến mà, nhưng mà lợi ích của nó là giảm đau mạnh. Rồi với những cái bệnh nhân ung thư mà bệnh nhân ép thì họ rất là đau, mà những cái thuốc giảm đau khác không có hiệu quả, cho nên người ta rất cần một cái loại thuốc giảm đau mạnh giống như là morphine. Và đương nhiên nó cũng sẽ mang lại những cái rủi ro nhất định, nhưng mà rõ ràng là ở trong cái trường hợp này người ta nhận thấy rằng cái lợi ích nó lớn hơn so với nguy cơ, cho nên người ta vẫn dùng cái thuốc giảm đau gây nghiến này cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư, người ta vẫn phải sử dụng á, bởi vì cái lợi ích nó lớn hơn so với nguy cơ. Thì ở đây chỉ có một cái cách là người ta phải tìm cái cách nào đó để giảm thiểu cái nguy cơ xuống vậy thôi, chứ nguy cơ là vẫn cứ phải chấp nhận, vẫn phải chấp nhận cái nguy cơ bởi vì hiệu quả điều trị nó tốt hơn, lợi ích nó cao hơn. Thì cái đó là cái dược lý học lâm sàng đó. Thế còn bản thân cái dịch tễ dược học thì nó sẽ nhìn thấy những cái nguy cơ và người ta sẽ đưa ra các cái quy định để mà giảm thiểu những cái nguy cơ đó nhá. Người ta sẽ đưa ra quy định, cái dịch tễ dược học ấy là nó sẽ nghiên cứu nhiều về cái nguy cơ, những cái bất lợi, và nó sẽ đưa từ những cái nguy cơ bất lợi đó người ta sẽ phải đưa ra các cái quy định pháp lý để mà giảm thiểu những cái nguy cơ. À, ví dụ như trong cái thuốc giảm kê đơn thuốc giảm đau gây nghiền cho bệnh nhân ung thư, bệnh nhân S ấy, thì người ta đưa ra quy định nào để giảm thiểu cái nguy cơ gặp phải đấy? Dịch tễ dược học nó sẽ nghiên cứu vấn đề đó đó, nghiên cứu về tác dụng bất lợi và đưa ra cái khung pháp lý. Ví dụ cho cô ví dụ đi nào, các bạn học rồi bạn, các bạn học quy chế kê đơn thuốc gây nghiền thôi mà, người ta đưa ra quy định là gì nhỉ? Thuốc gây nghiền nó làm thuốc kiểm soát đặc biệt, đúng không? Phải kê vào một cái đơn thuốc riêng, là đơn thuốc gì? N, đúng rồi. Đó. Và mỗi lần kê cho bệnh nhân ung thư, bệnh nhân S thì người ta sẽ kê cho mỗi lần kê đơn là không vượt quá 30 ngày, chia làm 3 đơn cho 3 đợt điều trị. Mỗi đợt không vượt quá 10 ngày, có ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của đợt điều trị đó.
Mỗi lần nhận thuốc thì chỉ nhận một đợt không quá 10 ngày đó mà thôi. Lịnh thuốc đợt 2 và đợt 3 thì trước 1 đến 3 ngày của đợt điều trị. Có nghĩa là người ta làm gì nhỉ? Người ta làm gì á? Người ta đang chia nhỏ cái số lần dùng thuốc ra. Chia nhỏ ra. Có thể là bác sĩ kê cho 30 ngày nhưng mà không cho nhận một lần mà người ta chia nhỏ ra. Để tránh cái tình trạng là bệnh nhân lên cơn đau, bệnh nhân lên cơn nghiện thì bệnh nhân sẽ đòi dùng thuốc. Và người nhà lại kê tăng liều, tăng số lần dùng cho bệnh nhân lên. Nó sẽ dẫn đến là cái nguy cơ nó nhiều hơn so với cái lợi ích mang lại. Cho nên là đó, cái dịch tễ dược học là họ nó sẽ nghiên cứu như vậy đó. Nó sẽ nghiên cứu về tác dụng bất lợi nha. Nghiên cứu về tác dụng bất lợi và nó sẽ đưa ra các khung pháp lý để giảm thiểu những cái rủi ro từ những cái tác dụng bất lợi đó nha. Rồi, vậy thì mối liên quan giữa tác dụng điều trị của thuốc và tình trạng lâm sàng của người bệnh thì cái này là thuộc về phạm vi của dược lý học lâm sàng rồi. Tuy nhiên cái trọng tâm của dược lý học lâm sàng nó sẽ khác với dịch tễ dược học. Dược lý học lâm sàng nó gồm hai cái nội dung cơ bản là dược đồng và dược lực. Bây giờ các bạn phân biệt dược đồng và dược lực cho con đi. Dược lý học lâm sàng cái trọng tâm nghiên cứu của nó là dược đồng và dược lực. Dược đồng là gì mà dược lực là gì? Dược lý nghiên cứu tác dụng của cơ thể đối với thuốc. Dược đồng chứ. Sao người nào cũng nói câu này nhỉ? Tác động của cơ thể đối với thuốc. Và dược lực là tác động của thuốc đối với cơ thể. Đúng rồi. Cái dược đồng ấy. Đúng rồi, nhưng mà hơi khó nhớ một chút. Cái dược đồng ấy là nghiên cứu, bạn sẽ hiểu nôm na nó giống như là mình nghiên cứu cái chuyển động của thuốc ở trong cơ thể ấy. Chuyển động hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. ASME đó. Đúng không? Dược đồng ấy nó là tác động của cơ thể đối với thuốc, có nghĩa là khi uống vô thì cơ thể thì cái thuốc đó nó sẽ làm gì ở trong cơ thể ấy. Nó di chuyển như nào, nó chuyển động như nào, hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. Người ta sẽ nghiên cứu về quá trình chuyển động của thuốc như vậy. Hấp thu, rồi phân bố, rồi chuyển hóa, thải trừ. Và trong cái khoảng thời gian bao lâu thì thuốc sẽ đạt được nồng độ tối đa ở trong máu, trong huyết thanh. Thì cái đó là nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của dược đồng. Thế còn dược lực ấy là nghiên cứu về hiệu lực, hiệu quả, hiệu lực đó. Có nghĩa là dược lực nó sẽ nghiên cứu về cái gì? Cái mối liên quan giữa cái nồng độ đó và cái hiệu quả điều trị của thuốc. Nhá. Thì đó là phạm vi nghiên cứu của dược lực. Thế dược lực bạn nói đúng rồi đó, tác dụng của thuốc đối với cơ thể. Tác dụng của thuốc đối với cơ thể, nhưng mà nhiều khi cứ tác động của cơ thể đối với thuốc rồi tác động của thuốc đối với cơ thể nó cứ loạn hết cả lên. Nhiều lúc cũng học vẹt nó không có nhớ. Đó, cái dược đồng là chuyển động. Dược lực là hiệu lực, hiệu lực, hiệu quả của thuốc. Hiệu quả của thuốc nha. Mối quan hệ giữa nồng độ và hiệu quả tác dụng của thuốc. Đây là phạm vi nghiên cứu của dược đồng và dược lực đó. Và hai cái vấn đề phối hợp giữa dược đồng và dược lực ấy, thì người ta sẽ dự đoán được hiệu quả điều trị của thuốc ở trên người bệnh. Nhưng mà dịch tễ dược học trong tâm nghiên cứu của nó lại khác nhé. Dịch tễ dược học nó sẽ nghiên cứu về cái gì? Tác dụng bất lợi của thuốc. Đó, nó nghiên cứu những yếu tố liên quan đến quá trình sử dụng thuốc. Nó nghiên cứu về vấn đề sử dụng thuốc. Nhưng mà khởi đầu của nó ấy, là nó nghiên cứu về tác dụng bất lợi của thuốc. Đặc biệt là ở cái giai đoạn mà sau khi đưa thuốc ra đời lưu hành ở trên thị trường. Cái giai đoạn mà sau khi thử nghiệm giai đoạn 3 xong ấy các bạn, thử nghiệm lâm sàng nó gồm 3 giai đoạn 1, 2, 3 ấy. Thì sau khi thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 xong cái là sẽ nộp hồ sơ để xin FDA phê duyệt. Đúng không? Để cho đưa thuốc lưu hành ra ở trên thị trường. Thì khi mà nộp hồ sơ xong mà FDA họ phê duyệt ấy, mất tầm khoảng 2 năm để họ phê duyệt ạ. Họ đồng ý rồi thì thuốc này mới được cho lưu hành ở trên thị trường. Nhưng mà trong cái quá trình lưu hành ở trên thị trường thì vẫn cần tiếp tục theo dõi các cái phản ứng bất lợi có thể xảy ra. Đó thì cái dịch tễ dược học là nó sẽ nghiên cứu về vấn đề đó, nó sẽ tìm hiểu về phản ứng bất lợi của thuốc nhá. Rồi tiếp theo nữa là gì? Sau đó, sau khi nó tìm hiểu phản ứng bất lợi, tìm hiểu xong không phải để đó, mà tìm hiểu xong ấy là người ta sẽ tìm cách để người ta khắc phục nó. Người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ đưa ra, nó là cái công cụ dịch tễ dược học ấy, là công cụ đắc lực
để thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện các quy định pháp lý có liên quan đến việc quản lý sử dụng thuốc. Lúc này cô nói với các bạn đây đó nhá. Dịch tễ dược học này, cái vấn đề thứ nhất là nó sẽ tìm hiểu về phản ứng bất lợi của thuốc, mà cái rất là quan trọng đó chính là cái giai đoạn mà cái thuốc mới vừa mới được cấp phép lưu hành ở trên thị trường ấy, tức là thử nghiệm lâm sàng ở pha 4 ấy, thì cái giai đoạn đó là dịch tễ dược học nó sẽ tham gia vào để mà tìm hiểu về phản ứng bất lợi của thuốc. Và đồng thời là nó sẽ hình thành ra những cái khung pháp lý đó, từ đó mới hình thành, phát triển và hoàn thiện này các quy định pháp lý có liên quan đến việc sử dụng thuốc nhằm giảm thiểu những cái rủi ro. Được chưa? Dược lý học lâm sàng ấy là nó sẽ nghiên cứu về tác dụng của thuốc, hiệu quả điều trị của thuốc. Còn dịch tễ dược học thì nó đi theo cái hướng là nó sẽ đưa ra các quy định pháp lý để mà quản lý mấy cái phản ứng bất lợi và giảm thiểu những cái rủi ro. Hai hướng của nó là khác nhau, đúng không? Đều nghiên cứu về phản ứng bất lợi nhưng mà mục đích là khác nhau. Một bên là tôi sử dụng như nào đó để đảm bảo được cái hiệu quả điều trị mà giảm thiểu những cái rủi ro, còn một bên là quản lý rủi ro. Một bên là quản lý rủi ro nhá. Các bạn có ghi nhận được hai cái sự khác nhau của hai môn không? Một bên là đang trong bên kia là nó giống như dược lâm sàng ấy, còn bên này là quản lý dược. Nó giống như hai cái chuyên ngành vậy đó, tôi quản lý nó, tôi đưa ra các quy định để mà hạn chế những cái rủi ro. Thì hai cái trọng tâm lần của nó là khác nhau, hiểu không? Rồi, tiếp theo phản ứng bất lợi của thuốc được chia làm hai dạng là phản ứng dạng A với phản ứng dạng B. Cái phản ứng dạng A ấy là phản ứng dạng A với phản ứng dạng B. Cái phản ứng dạng A nó là cái gì nhỉ? Nó là những cái phản ứng quá mức của thuốc mà nó vượt quá tác dụng điều trị của thuốc. Và thường ấy nó sẽ liên quan đến liều. Ví dụ như là bệnh nhân uống quá liều á thì là tính vào phản ứng dạng A. Nhá. Cô nhắc lại là phản ứng dạng A là những cái tác dụng mà nó vượt quá cái tác dụng điều trị mà mình mong muốn. Mà nguyên nhân của nó là liên quan đến liều sử dụng. Ví dụ như là lúc nãy các bạn bảo là quá liều paracetamol ấy nó gây ra hoại tử tế bào gan. Ví dụ có một cái bệnh nhân bị đau đầu, cứ mỗi lần đau đầu là bệnh nhân uống panadol. Thế rồi cái hôm đấy không hiểu làm sao mà đầu nó đau, nó ong ong, nó ghê lắm. Mới đầu bệnh nhân uống tổng viên 500 mg ấy, rồi không đỡ. Thế là bệnh nhân mấy tiếng sau bệnh nhân uống lần 2 viên luôn, thấy đỡ hơn. Uống 2 viên á, bệnh nhân thấy đỡ hơn. Xong rồi được, nhưng mà chỉ được một lúc là đau, rồi bệnh nhân lại uống thêm 2 viên nữa. Vậy thôi, mỗi ngày bệnh nhân uống nó cao, vượt quá cái liều là trên 3 gram một ngày. Bởi vì cứ mỗi lần uống đến 2 viên mà, uống trên 3 gram một ngày. Và có một hôm cô gặp, cô nhìn thấy cái mặt của cái người đấy bị rủ đó, cái trên cái mặt ấy, nhà mặt ấy nó rủ ra nhìn ghê lắm. Xong rồi cô mới hỏi với giá trị này sao vậy, bảo là bị ngộ độc para đó, là uống cái para nó nhiều quá do đau đầu. Thì là đó, nó là chỉ là cái phản ứng dạng A khi bệnh nhân tự ý tăng liều lên nha. Hoặc nó cũng đơn giản nữa, ví dụ như là đối với một cái người bình thường ấy thì cái quá trình hấp thu phân bổ thải trừ là theo đúng giống như nghiên cứu. Nhưng mà có một cái người họ bị suy giảm cái chức năng gan, đó. Xong rồi cái quá trình chuyển hóa nó bị chậm lại hoặc nó bị yếu đi, thì dẫn đến là cái nồng độ của thuốc ở trong cơ thể nó lại tăng lên. Và nó cũng dẫn đến là gì nhỉ? Bị quá liều. Vậy thì đối với cái trường hợp mà phản ứng dạng A thì thường người ta sẽ giảm, người ta tránh cái phản ứng dạng A bằng cách nào ta? Tránh những cái phản ứng bất lợi dạng A bằng cách nào? Đúng rồi, giảm liều nhá. Với phản ứng dạng A thì là giảm liều thôi. À, vậy
Bản thân ngay trong mấy cái tờ hướng dẫn sử dụng là người ta cũng có cái trường hợp quá liều nó sẽ gây ra tình trạng gì, người ta có nghiên cứu về cái tình trạng trong cái trường hợp quá liều nó sẽ gây ra tình trạng như nào như nào như này này. Nghĩa là đối với phản ứng dạng A ấy thì người ta lường trước được hậu quả của nó, người ta dự đoán trước được hậu quả của nó và nó khá là phổ biến. Khi mà bệnh nhân tự ý tăng liều á, cứ đưa ra là bệnh nhân tự ý luôn. Bệnh nhân bảo uống một viên, nhiều bệnh nhân bảo là paracetamol ấy, bảo uống nha, cái người đó họ bảo là họ uống một độ một viên là không đủ đô, phải hai viên cơ, chứ một viên là không đủ đô, cũng nghĩa là người ta đã tự ý tăng liều lên á. Thì cái này hay gặp lắm, rất là hay gặp, và người ta dự đoán trước được những cái hậu quả có thể xảy ra. Chính bởi vậy cho nên là người ta khi mà dự đoán được thì người ta sẽ lường trước được là những cái cách giải quyết như nào. Chính bởi vậy cho nên là cái hậu quả của nó mang lại ấy, thì mình nó cũng ít nghiêm trọng hơn so với cái phản ứng dạng B nhá. Cái hậu quả của nó ít quan trọng hơn so với phản ứng dạng B, nghĩa là người ta có thể người ta đã có một cái cách xử lý thôi nhé. À, thế còn cái phản ứng dạng B ấy, mình qua phản ứng dạng B một chút. Phản ứng dạng B ấy, là thường nó sẽ là những cái tác dụng phụ nhưng mà nó xảy ra ở liều bình thường thì người ta gọi là phản ứng bất lợi nhưng mà là ở dạng B nhá. Nó là phản ứng bất lợi nhưng mà dạng B, nó là phản ứng phụ, nó cũng là tác dụng bất lợi của thuốc, tuy nhiên nó xảy ra ở liều bình thường, nghĩa là nó đi cùng với tác dụng chính luôn. Cho cô một số ví dụ phản ứng dạng B xem nào. Mình uống liều bình thường giống như khuyến cáo thôi nhưng mà nó sẽ xuất hiện những cái tác dụng phụ thì gọi là phản ứng dạng ví dụ. Mấy cái do hỏi là tiêm vaccine xong, mình tiêm vaccine xong rồi nó bị sốt rồi bị đau ở chỗ tiêm là phản ứng dạng A hay dạng B? Bị sốt bị đau ở chỗ tiêm là phản ứng dạng B đúng không? Ừ, nó là phản ứng dạng B. Rồi có những cái trường hợp là bị gì đó, đông máu, bị phù, bị chết là phản ứng gì, dạng nào? Tiêm vaccine xong ấy, rồi bị sốc phản vệ rồi bị chết, cũng dạng B luôn nhá. Bởi vì mình dùng ở liều bình thường mà nó đi cùng với tác dụng chính của thuốc thì nó xuất hiện những cái phản ứng phụ. Tuy nhiên những cái đó nó hơi bất ngờ, có những cái thì thường gặp, ví dụ như là đau tại chỗ tiêm hay là bị sốt ý thì nó là cái thường gặp, nhưng mà có những cái thì nó khó dự đoán, nó hơi bất ngờ. Ví dụ như bệnh nhân tiêm vô rồi bệnh nhân chết, cũng có một một vài bệnh nhân gì đó là một vài người gì đó tiêm vaccine vô rồi bị chết. Thì ở cái đoạn đầu tiêm mới tiêm vaccine nó cũng có trường hợp bị chết đó, thì cái này nó lại rất là khó dự đoán, hoặc có thể là người ta không dự đoán trước được, mà nó cũng không liên quan đến cái liều sử dụng. Chính bởi vậy cho nên là nó mang tiềm ẩn hơn, nó rủi ro hơn và nó nguy hiểm hơn nha. Rồi chủ yếu là do gì, do cái phản ứng miễn dịch của cơ thể rồi, hoặc có thể là những cái phản ứng bất thường hoặc là sự nhạy cảm vốn có của cơ thể. Ví dụ như là khi mà đi tiêm vaccine ấy, người ta hay hỏi là có bị dị ứng với cái gì không. À, một số người mới bảo là bị dị ứng với penicillin đó, hoặc là dị ứng với cái loại kháng sinh nào đó. Xong rồi những cái người mà có tiền sử dị ứng ấy thì người ta cũng rất là lo ngại, cho nên người ta không có tiêm cho đối tượng đó, người ta bảo là vô bệnh viện để mà tiêm chứ không có tiêm ở theo tiêm cộng đồng giống như vậy. À, người ta không cho tiêm luôn ha. Rồi ví dụ như là cô ví dụ nha, bệnh nhân họ uống một cái loại thuốc gì đó xong rồi họ bị nổi mẩn, bị dị ứng á, nổi mề đay á, thì cái này là phản ứng dạng A hay dạng B? Ừ, cũng là dạng B luôn đúng không? Rồi có vậy thì cách để tránh phản ứng dạng B là gì? Nếu như mà mình uống vô mình thấy nổi mẩn, nổi mề đay thì giờ làm gì? Để xác định xem có đúng là do cái thuốc đó gây ra hay không thì làm gì? Ngưng lại, chính xác là vậy đó, ngưng lại không dùng nữa. Mà nếu như mà thấy bình thường xong rồi mình uống vô lại nổi mẩn, nổi mề đay, vậy là từ trước mình sẽ xác định ra cái nguyên nhân này là do thuốc.
nhá, để xác định xem có phải phản ứng dạng B hay không ấy, thì là tạm ngừng sử dụng thuốc. Đó thì có những cái người mà không phải dị ứng với thuốc đâu, dị ứng với bia, uống vô mình chỉ cần một ngụm bia thôi là bắt đầu là người nó đỏ hết cả lên, xong rồi nó nổi mẩn, nổi mề đay lên, nó nổi 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 mề đay lên đây này. Rồi có người thì bị dị ứng với tôm với cua đó, rồi xong rồi sau đó không có uống nữa thì nó hết, mà lần sau lại chỉ cần một ngụm vô nó lại nổi lên, vậy là người ta sẽ xác định được. Hoặc là có những cái trường hợp người ta nghiên cứu này, có một bệnh nhân, rất nhiều bệnh nhân người châu Á uống một cái loại thuốc điều trị tăng huyết áp, sau khi uống xong được tầm khoảng mấy ngày thôi là bắt đầu xuất hiện những cái cơn ho, và cơn ho nó ngày càng nặng hơn, ho liên tục và nó ho nhiều về đêm khi mà trời nó hơi lạnh ấy. Thế sau đó thì người ta nghĩ là do thuốc cho nên ngưng lại. Người ta ngưng lại thì rất nhanh cơn ho nó chấm dứt, nó chấm dứt, nhưng mà sau đó người ta uống lại thuốc thì cơn ho nó lại bắt đầu, xong rồi ngưng lại, ho lại biến mất. Vậy là người ta xác định được nguyên nhân là do uống cái thuốc đó mà nó gây ra nhá. Đó, người ta sẽ xác định được nguyên nhân thì cái cách là như vậy, nhưng mà cũng có nhiều, cũng rất là khó để xác định chứ cũng không phải là chuyện dễ đâu, bởi vì là đâu chỉ liên quan đến thuốc một mình, người ta một người hàng ngày hoàn chung rất là nhiều thứ nữa đó, đôi khi nó cũng khó xác định. Nói chung ấy là bạn sẽ hình dung là phản ứng dạng A nó là giống như trường hợp quá liều ấy, phản ứng dạng A là cái phản ứng quá mức của thuốc, của cơ thể khi mà mình nó là cái phản ứng quá mức của cơ thể, mà thường nó sẽ liên quan đến đến liều. Còn phản ứng dạng B thì nó lại là những cái phản ứng mà xảy ra ngay ở liều bình thường, nó đi cùng với tác dụng chính, nó ít khi nó liên quan đến liều lắm. Phản ứng dạng B thì nguy hiểm hơn phản ứng dạng A do nó khó dự đoán nhá, xảy ra ít phổ biến mà khó dự đoán. Rồi còn phản ứng dạng A thì mình dự đoán trước được, cho nên là cái tác dụng của nó thì quan trọng hơn so với phản ứng dạng B. Tiếp theo nữa, tiếp theo nữa người ta sẽ chia cái phản ứng dạng A thành ba loại, loại 1, loại 2, loại 3. Cái loại 1 ấy là loại 1 là khi mà cái cá thể đó uống liều nó vượt nhiều hơn so với cái liều điều trị thông thường, tức là người ta uống quá liều. Cái phản ứng dạng A loại 1 ấy là cá thể đó họ uống nhưng mà uống thuốc á nó lại vượt quá so với cái liều thông thường, thay vì người ta uống một viên thì giờ người ta uống gấp đôi lên. Ví dụ như tác dụng phụ của paracetamol ấy thì người ta sẽ tính đó là phản ứng dạng A loại 1, được chưa? Rồi cái phản ứng dạng A mà loại 2 ấy là gì? Cá thể đó, cái người đó họ vẫn uống ở liều bình thường, tuy nhiên khi mà vào ở trong cơ thể nó bị chuyển hóa hoặc loại trừ ấy, thì nó lại thải trừ chậm, nó chuyển hóa hoặc nó thải trừ nó chậm, cho nên là dẫn đến cái sự tích lũy lượng thuốc ở trong cơ thể nó cao hơn so với bình thường. Có ví dụ như bình thường ấy thì là tầm khoảng 4 tiếng là nó thải trừ, một ngày uống 3 lần chẳng hạn, sáng một lần, trưa một lần, tối một lần, thì tầm khoảng 4 tiếng là nó sẽ được thải trừ khỏi cơ thể. Nhưng mà trong cái trường hợp người này uống vẫn bình thường như vậy, uống vào buổi sáng, tuy nhiên cái chuyển hóa thải trừ của nó bị chậm và nó 4 tiếng sau thì nó vẫn đang ở trong cơ thể, nó chưa bị thải trừ. Thì tiếp theo đến buổi trưa mình lại uống thêm một liều nữa, và dẫn đến là một cái lượng thuốc ở trong cơ thể nó tích lũy rất là nhiều và dẫn đến quá liều. Thì đây là phản ứng loại 2 nhá, mà nguyên nhân là do cái gì? Cái việc chuyển hóa và thải trừ ở trong cơ thể nó bị chậm hoặc là có thể nó không bình thường và nó tích lũy một cái lượng thuốc ở trong cơ thể. Rồi cái phản ứng bất lợi dạng 3, phản ứng bất lợi dạng 3 là gì? Cơ thể cũng uống, cái người đó họ cũng uống một liều bình thường, nhưng mà vấn đề là cái gì? Cái khả năng hấp thu của cơ thể, cái khả năng dung nạp của cơ thể nó bị giảm và cũng dẫn đến cái tình trạng là quá liều đó. Khả năng dung nạp của cơ thể đối với thuốc nó bị giảm, cho nên là nó bị quá liều, đó là phản ứng loại 3. Rồi cái phản ứng dạng B tương tự thì
phản ứng nhân B. Là học rồi. Tiếp nữa là cái gì nữa? Cái phản ứng nhân là trọng tâm của các nghiên cứu dịch tễ học về phản ứng bất lợi của thuốc. Cái phản ứng gì? Phản ứng nhân B đúng không? Là trọng tâm cho các nghiên cứu của dịch tễ học về phản ứng bất lợi của thuốc. Thì thông thường nghiên cứu các phản ứng bất lợi của thuốc là việc thu thập các báo cáo tư pháp những vấn đề về thuốc và có liên quan tới bệnh tật và tử vong. Tuy nhiên, việc xác định mối quan hệ nhân quả để khẳng định hiệu nguyên nhân gây ra là rất là khó khăn. Nghĩa là như này này, cái bạn biết là cái phản ứng nhân A ấy là nó phổ biến. Xong rồi cái nhà nghiên cứu họ lường trước được, trong quá trình nghiên cứu thì người ta sẽ nghiên cứu, người ta thay đổi cái liều rồi đó. Trong cái quá trình nghiên cứu là người ta sẽ nghiên cứu với cái liều bao nhiêu đảm bảo an toàn này này, và người ta sẽ nhận diện được là cái liều mà quá liều nó sẽ gây ra cái vấn đề gì. Thì cái phản ứng dạng A thì nó ít quan trọng hơn, cái phản ứng dạng B thì nó tiềm ẩn hơn, nó rủi ro hơn và nhiều yếu tố nguy cơ hơn. Cho nên phản ứng dạng B chính là trọng tâm cho các nghiên cứu của dịch tễ dược học về phản ứng bất lợi của thuốc nhá. Và thông thường ấy, nghiên cứu về phản ứng bất lợi của thuốc là người ta sẽ thu thập cả cái báo cáo tư pháp. Cái báo cáo tư pháp này lấy ở đâu ra? Ví dụ này, khi mà bạn đứng bán thuốc ở trong một cái nhà thuốc, xong rồi bệnh nhân uống thuốc vô, bệnh nhân họ mua thuốc của nhà thuốc của mình ấy, họ uống vô xong về họ ra họ bảo là sao tôi uống cái thuốc này vào tôi thấy nó cái chóng mặt, nó ngây ngất làm sao ấy, họ ra họ nói với mình như vậy. Hoặc là có những bệnh nhân khác bảo tôi uống thuốc này vào tôi khó thở lắm nhá, những người nó cứ mệt mệt mà nó khó thở lắm luôn á. Thế khi mà bạn nhận được những cái thông tin về phản ứng bất lợi của bệnh nhân thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bệnh nhân họ ra họ bảo là họ uống thuốc vô họ thấy mệt mỏi hay là chóng mặt, hoặc là họ bị nổi mẩn đầy mệt đáy gì ứng gì đó, rồi họ uống vô họ ngủ ga ngủ gật. Thế khi mà họ phản ứng về những cái tác dụng bất lợi của thuốc thì mình sẽ làm gì? Thay thế thuốc khác, rồi đổi thuốc khác, rồi còn gì nữa không? Nếu như mà bạn chỉ dừng lại ở đó thôi ấy, nào rồi đổi thuốc cho khách. Nếu mà bạn nếu như bạn liên hệ với bác sĩ thì mình không liên hệ được. Nếu như bạn dậy thì bạn chỉ có thể tư vấn cho họ thôi. Nhưng mà họ ra họ mua thuốc mà họ có đi bác sĩ kê đơn thì đâu mà liên hệ với bác sĩ. Nếu mà chỉ dừng lại ở cái đổi thuốc khác thôi ấy, thì cũng được. Nhưng mà vấn đề là gì? Nó liên quan đến cái vấn đề đạo đức á. Nghĩa là sẽ có những cái bệnh nhân khác họ sẽ uống, và họ cũng có thể gặp phải những cái trường hợp đó. Không biết là có gặp hay không, nhưng mà có thể sẽ gặp phải. Hoặc là họ không, những cái người khác họ không mua ở nhà thuốc của mình, mà họ sẽ mua ở những cái nhà thuốc khác. Cho nên là mình cần là cái mà mình cần ấy là sẽ là những cái báo cáo tư pháp, có nghĩa là tình nguyện thôi, mà mình sẽ gửi đến những cái cơ quan cao hơn nhá. Ví dụ là một là bạn phản hồi lại với cái ban trình dược viên ấy, để mà đưa lại về cho cái công ty đó, gửi ý kiến về cho công ty ấy, là cái thuốc đó nó uống bệnh nhân uống vào làm sao đấy này, để là trình dược viên họ có những cái hướng, cái công ty đó có những cái hướng nào đó cho mình, cho hướng dẫn lại cho mình để tiếp tục bán cho cái người bệnh nhá. Đó, hoặc có thể là cái công ty họ sẽ tổng hợp lại, xong rồi họ báo cáo về các cái trung tâm thông tin thuốc. Công ty phải có trách nhiệm báo cáo những cái phản ứng bất lợi về cho các trung tâm thông tin thuốc. Rồi trong cái, hoặc là bản thân mình có thể là sờ công ty giấu nhẹm luôn mấy cái tác dụng bất lợi đi, để người ta bán thuốc chẳng hạn, thì mình cũng có thể báo cáo lên cho các cái trung tâm thông tin thuốc luôn.
Nó là hoàn toàn là báo cáo tự nguyện tự phát thôi, nó mang liên quan đến cái vấn đề đạo đức là chính nhé. Đạo đức trong nghiên cứu, đạo đức hành nghề ấy là chính thôi, để đảm bảo cái an toàn cho người sử dụng. Thế có những cái trung tâm thông tin thuộc nào ở đây? Mình sẽ có trung tâm thông tin thuộc, gọi là trung tâm DIDA, nghĩa là trung tâm drug information á, là trung tâm thông tin thuốc và theo dõi phản ứng bất lợi của thuốc. Thì trung tâm này có một cái ở miền Bắc là trung tâm quốc gia về thông tin thuốc, trung tâm quốc gia đặt tại trường Đại học Dược Hà Nội, và một cái trung tâm khu vực là đặt ở Bệnh viện Chợ Giấy đó. Thì mình có thể là báo cáo tự phản về cho cả cái trung tâm này. Nói chung là nó cũng đơn giản thôi chứ cũng không có khó khăn gì cả nhá. Lên mạng sợt xong rồi có thể là gửi email hay là fax thì tuy đó là cái trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng bất lợi của thuốc là ở Hà Nội. Còn một cái trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bệnh viện Chợ Giấy, đó là về thu thập cái việc thu thập và báo cáo tư pháp về những cái vấn đề liên quan đến bệnh tật và tử vong nhé. Hoàn toàn nó mang liên quan đến vấn đề đạo đức rồi. Tiếp theo, thập kỷ 60 70 của thế kỷ 20 thì dịch tễ dược học chỉ quan tâm đến phản ứng bất lợi của thuốc thôi. Là thập kỷ 60 70 có nghĩa là những năm 1960 rồi 61 62 63 gì đó, 70 71 72 73 74 75 gì đó. Là dịch tễ dược học chỉ quan tâm đến phản ứng bất lợi của thuốc. Thế còn thập kỷ 80 90 thì dịch tễ dược học là mở rộng phạm vi nghiên cứu. Thay vì trước đây chỉ nghiên cứu về phản ứng bất lợi của thuốc thì nay nghiên cứu luôn thêm về kinh tế y tế, kinh tế dược để lựa chọn thuốc, lựa chọn công thức điều trị, đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc. Có nghĩa là chỉ mỗi tác dụng của thuốc một mình thôi thì chưa đủ. Bởi vì là đôi khi bệnh nhân ấy là họ cần những cái thuốc nó rẻ tiền thôi, do cái khả năng chi trả của họ hạn chế. Mà thuốc rẻ tiền thì có thể rằng cái hiệu quả của nó lại thấp hơn. Thì ở đây là nó sẽ cái dịch tễ dược học sẽ nghiên cứu về cái vấn đề là mối liên quan giữa cái hiệu quả và cái chi phí, nghiên cứu về mối liên quan giữa hiệu quả và chi phí nhá, để mà lựa chọn thuốc, lựa chọn công thức điều trị. Rồi ngoài ra thì còn ứng dụng để nghiên cứu và hoàn thiện chính sách khung pháp lý về dược cũng như là chất lượng dịch vụ dược. Rồi tóm lại bạn nhìn vô đây, bạn bảo là phạm vi nghiên cứu của dịch tễ dược học là có mấy nội dung? Ba nội dung này: thứ nhất là phản ứng bất lợi của thuốc này đó, thứ hai là nghiên cứu về kinh tế y tế này, nghiên cứu về kinh tế dược này, để mà làm gì? Để mà lựa chọn thuốc. Mục đích nghiên cứu là để lựa chọn thuốc, bởi vì là do mình nghiên cứu mà chỉ liên quan đến tác dụng của thuốc thôi một mình thì chưa đủ. Đôi khi tác dụng tốt đó nhưng mà nhân đâu có sai đâu. Vậy thì cần phải nắm bắt giữa cái chi phí và cái hiệu quả nữa, thì nó mở rộng cái phạm vi nghiên cứu ra. Rồi ngoài ra thì còn đưa ra các cái khung pháp lý, các cái chính sách. Cái này lúc này mình nói rồi ha, chính sách các cái khung pháp lý về dược để mà giảm thiểu rủi ro ấy, cũng như là chất lượng của các dịch vụ dược, giảm thiểu các cái yếu tố nguy cơ. Đây là phạm vi nghiên cứu của dịch tễ dược học. Rồi tiếp theo, tiếp theo là mối liên quan giữa dịch tễ dược học với dịch tễ học. Mối liên quan giữa dịch tễ dược học và dịch tễ học. Rồi các bạn đọc đi, xong bạn bảo cho cô xem hai cái này nó liên quan với nhau cái nào, không phải cô khó giảng rồi đó. Nghiên cứu yếu tố gây bệnh, nghiên cứu vấn đề sử dụng thuốc và hiệu quả điều trị.
Rồi, điều quan tâm đến yếu tố gây bệnh đúng không? Rồi, nghiên cứu về ADR. Dịch tễ học là môn khoa học này, nghiên cứu các yếu tố gây bệnh này và phân bố các yếu tố đó trong cộng đồng. Tức là quan tâm đến bệnh và các yếu tố gây bệnh. Còn dịch tễ dược học thì nghiên cứu về vấn đề sử dụng thuốc và hiệu quả điều trị trong cộng đồng. Quan tâm đến thuốc, quan tâm đến tác dụng bất lợi của thuốc và tác dụng bất lợi của thuốc chính là yếu tố gây bệnh trong quá trình sử dụng thuốc. Cho nên là nó cùng cái mối quan tâm là gì? Là các yếu tố gây bệnh chính là ADR đúng không? Là ADR đây. Hai cái này nó giao thoa nhau tại ADR nhá. Nó giao thoa nhau tại ADR luôn, dịch tễ học và dịch tễ dược học. Đó. Rồi tiếp theo dịch tễ học ấy thì được phân thành hai phần cơ bản. Dịch tễ học ấy nó từ lâu nó được chia thành hai phần cơ bản. Mới đầu thì nó nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng hay còn gọi là các cái bệnh dịch. Thì gần đây thì nó nghiên cứu về các bệnh mãn tính. Đố các bạn vì sao? Bệnh mãn tính liên quan đến sử dụng thuốc lâu dài. À, bệnh mãn tính đúng rồi. Cái hiện nay ấy, cái mô hình bệnh tật là cả hai loại này. Trước ấy, trước đây thì mô hình bệnh tật là bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm là bệnh của các nước đang phát triển ấy. Nhưng mà hiện nay thì mình đang gia tăng lên các cái bệnh mãn tính. Cho nên là dịch tễ học hiện nay là nghiên cứu cả hai bệnh luôn, hai cái nhóm bệnh nào luôn, là bệnh truyền nhiễm và các bệnh mãn tính. Rồi dịch tễ dược học thì sử dụng kỹ thuật của dịch tễ học về bệnh mãn tính để nghiên cứu việc sử dụng và hiệu quả điều trị của thuốc. Sử dụng kỹ thuật của dịch tễ học nhé, về bệnh mãn tính để nghiên cứu việc sử dụng và hiệu quả điều trị của thuốc. Rồi dịch tễ dược học là môn khoa học ứng dụng có mối quan hệ bắt cầu giữa dược lý học lâm sàng và dịch tễ học, áp dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học vào nội dung của dược lý học lâm sàng để nghiên cứu vấn đề sử dụng thuốc trong cộng đồng. Dịch tễ dược học nhá, nó là một môn khoa học ứng dụng này, nó có mối quan hệ bắt cầu với dược lý học và dịch tễ học, có nghĩa là nó có mối liên quan với dược lý học lâm sàng và mối liên quan với dịch tễ học. Mình mới học xong. Rồi dịch tễ dược học sẽ áp dụng các phương pháp nghiên cứu của dịch tễ học này vào nội dung của dược lý học lâm sàng này để nghiên cứu vấn đề sử dụng thuốc trong cộng đồng. Cái khúc ở đằng dưới này trong slide của các bạn không có này. Sự ra đời và phát triển của dịch tễ dược học. Sự ra đời, các bạn sẽ hình dung như này nhé. Từ cái việc đầu tiên ấy là khi mà con người họ dùng thuốc, rồi họ mới khi mà sử dụng thuốc thì nó có thể xuất hiện những cái phản ứng bất lợi. Thì sau đó cái mới có những cái quy định để quản lý cái phản ứng bất lợi đó, hoặc là để tránh những cái quy định mà nhằm tránh đi những cái phản ứng bất lợi của thuốc. Đó thì mình sẽ hình dung rằng là hiện nay ở Việt Nam mình hay là ở rất nhiều cái nước ấy, thì là quy định nó sẽ đi sau biến cố. Quy định nó sẽ ra đời sau khi biến cố xuất hiện. Đó, nó có những cái biến cố nào đó, hoặc những cái sự kiện nào đó, hoặc là những cái tác hại nào đó của thuốc mà nó rất là nghiêm trọng chẳng hạn. Thì sau khi những cái biến cố đó mới bắt đầu xuất hiện những cái quy định nhá. Đó, thế ví dụ như liên quan đến cái bùa dịch COVID-19 này chẳng hạn, thì mới đầu ấy là chưa có quy định gì, người ta chỉ yêu cầu dựa trên tinh thần tự giác thôi, là những cái người mà đi từ các cái vùng dịch về ấy, là phải cách ly tập trung, sau đó cách ly tập trung xong rồi về phải cách ly tại nhà nữa. Nhưng mà có những cái người thì là trốn cách ly và dẫn đến là lây lan dịch bệnh. Thì mới đầu là cũng không có xử phạt gì hết, bởi vì trên cái tinh thần là tự giác, tự nguyện của cá nhân thôi, ý thức của cá nhân thôi. Nhưng mà một hai người gì đó đều làm y hệt giống như nhau như vậy và dẫn đến là nó sẽ bùng dịch lên. Thế rồi sau đó thì người ta đưa ra cái quy định là nếu như mà không tuân thủ theo đúng quy định là sẽ bị xử phạt hình sự, cho đi tù bao nhiêu tháng á, chứ không chỉ đơn giản là phạt tiền một mình. Thì đó là mình sẽ hình dung rằng là trước thì nó chưa có quy định, nhưng mà khi mà xuất hiện một cái biến cố nào đó thì người ta sẽ suy nghĩ ra là phải đưa ra những cái khung pháp lý, những quy định
nhằm để tránh những cái biến cố đó xảy ra tiếp theo nữa. Đó, thì cái dịch tễ dược học nó cũng mới đầu nó cũng chỉ nghiên cứu về phản ứng bất lợi, nhưng mà sau đó thì nó đưa ra cả cái khung pháp lý, cả cái quy định, cả cái chính sách nha, để quản lý những cái phản ứng bất lợi đó ha. Thì ở đây mình phải nghiên cứu về một số cái quy định này. Năm 1906, năm 1906 ha, Mỹ có ban hành một cái đạo luật an toàn về thuốc và thực phẩm. Năm 1906 này, Mỹ có ban hành một cái đạo luật an toàn về thuốc và thực phẩm. Và trong cái đạo luật này yêu cầu là gì? Phải những cái thuốc mà lưu hành ở trên thị trường ấy thì phải đưa ra được bằng chứng về tính hiệu quả và tính an toàn của thuốc. Yêu cầu là như vậy đó, những thuốc mà lưu hành ở trên thị trường thì phải đưa ra được bằng chứng về tính hiệu quả và tính an toàn của thuốc. Đó là năm 1906. Thế đến năm 1937 thì nó lại xuất hiện ra một cái biến cố, đó là gì? Hơn 100 người chết do suy thận vì dùng phải sulfanilamid của cái công ty Mansell. Và sau cái sự kiện năm 1937 đó thì tiếp theo Mỹ lại ban hành ra một cái đạo luật mới. Một năm sau đó là năm 1938 ấy, đạo luật về mỹ phẩm, thuốc và thực phẩm. Và đạo luật này yêu cầu là gì? Bắt buộc phải thử nghiệm độc tính tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng. Có kết quả thử nghiệm lâm sàng luôn, thử nghiệm ở trên động vật, xong rồi thử nghiệm ở trên người. Và sau đó thì mới gửi kết quả phê duyệt cái kết quả thử nghiệm đó về cho FDA để được phê duyệt. FDA sẽ tiến hành xem xét trong vòng 60 ngày để kết luận rằng là có cho phép thuốc đó lưu hành ở trên thị trường hay là không nhá. Là do cái quy định này là được ban hành sau khi cái biến cố năm 1937 ấy, là có hơn 100 người chết do suy thận vì dùng phải cái sulfanilamid. Thì quy định nó mới ra đời sau khi biến cố xuất hiện. Và người ta đòi hỏi rằng là cái tất cả công ty sản xuất thuốc phải có thử nghiệm độc tính tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng. Tiền lâm sàng là thử nghiệm ở trên động vật ấy, và thử nghiệm lâm sàng là ở trên người. Phải có bằng chứng, phải có kết quả đã gửi cho FDA phê duyệt, và FDA sẽ xem xét trong 60 ngày. Nếu như mà ok ấy, thì mới đồng ý cho phép thuốc lưu hành ở trên thị trường. Còn nếu như không ấy, không thấy ổn ấy, thì người ta sẽ không cho phép lưu hành ở trên thị trường. Tức là đang đảm bảo về cái tính an toàn cho những cái người dùng thuốc, đúng không? Tiếp nữa là đầu năm 1950 người ta đã phát hiện ra rằng chloramphenicol có thể gây thiếu máu do suy tủy, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh. Ở Việt Nam mình cũng có một cái trường hợp này cách đây mấy năm. Là gì? Có một cái đứa trẻ nó mới sinh ra được có 5 ngày tuổi thôi. Nó mới đẻ ra chưa được một tuần nữa, mới được có 5 ngày à. Xong rồi nó khò khè, rồi nó có biểu hiện là vàng da. Thế bố mẹ nó mới đem nó đi khám bệnh. Lúc đi khám bệnh thì cũng xét nghiệm, nhưng mà cái vàng da này là vàng da sinh lý thôi. Tuy nhiên nó vẫn có kho khe ở cổ ấy. Thế là nó viêm phổi á. Thế là gia đình mới cho nó thế là bác sĩ mới kê cho nó cái chloramphenicol, rồi chuyển nó xuống dưới phòng hồi sức cấp cứu ấy. Ở đây anh điều dưỡng anh ấy rửa đơm hút chích cho đứa trẻ. Xong rồi anh ấy truyền tiêm cái chloramphenicol, cái này là tiêm nhá, tiêm chloramphenicol cho đứa trẻ rồi cho về. Thì buổi sáng thì tiêm, xong đến trưa thì cho ra về. Đến buổi chiều tầm khoảng 6 giờ tối là trẻ có vẻ là bỏ bú, có hiện tượng bỏ bú. Đến nửa đêm là bắt đầu khó thở, tím tái, bùng trướng. Lúc này gia đình mới đưa bé đi cấp cứu. Nhưng mà đến ngày hôm sau thì bé chết. Tức là nó mới chỉ có đẻ ra được còn 5 ngày thôi. Thì dùng phải cái chloramphenicol 1 g, xong rồi đứa trẻ nó bị chết. Thì sau đó người ta kết luận nguyên nhân về cái chết của đứa trẻ là do dùng chloramphenicol 1 g cho trẻ nhỏ ở Việt Nam mình ấy. Đó, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế hay là vai trò của một dược sĩ lâm sàng trong cái trường hợp này rất là quan trọng, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng đó. Đó. Và ở năm 1950 thì người ta cũng đã phát hiện ra cái tác dụng phụ của chloramphenicol thôi, là gây thiếu máu do suy tủy, mà đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh rồi đó. Năm 1952 người ta đã xuất bản cái cuốn sách đầu tiên về ADR.
và thành lập được cơ quan nghiên cứu về tác dụng bất lợi thu thập các cái bệnh về tế bào máu do thuốc gây ra, là cũng trong năm 1952 đã thành lập được cơ quan nghiên cứu rồi về tác dụng bất lợi. Rồi năm 1960, FDA là ai ta? Là cơ quan nào? FDA là cơ quan nào? Cục quản lý thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ đúng không? F là Food Drug đó, Administration, Cục quản lý thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ. Năm 1960 thì FDA bắt đầu tiến hành thu thập các báo cáo về ADR và tài trợ cho các chương trình theo dõi thuốc mới tại các bệnh viện. Có nghĩa là những cái thuốc mới mà sau khi ra đời ở trên thị trường ấy và được sử dụng tại các bệnh viện là FDA sẽ tiến hành tài trợ cho những cái chương trình theo dõi thuốc mới đó để kiểm soát về cả cái phản ứng bất lợi. Này mấy slide đầu tiên các bạn nhớ mình nói là dịch tễ dược học là nghiên cứu về phản ứng bất lợi của thuốc, mà đặc biệt là ở cái giai đoạn mà sau khi thuốc ra lưu hành ở trên thị trường đó, cái giai đoạn đó nó quan trọng lắm ha, mà cần phải nắm, cần phải nghiên cứu theo dõi. Thì FDA đã tài trợ cho những cái chương trình theo dõi thuốc mới tại các bệnh viện, đồng thời người ta đã thành lập ra một cái chương trình gọi là chương trình giám sát thuốc Boston để triển khai theo dõi thuốc tại các bệnh viện luôn, và người ta sẽ nghiên cứu luôn, nghiên cứu thôn tập nhằm phát hiện ADR trong cái quá trình sử dụng ở trong bệnh viện đó. Rồi sau đó người ta triển khai luôn ở cái viện sang của bang Florida của Mỹ đó. Thì đấy là năm 1960 ha, là FDA đã bắt đầu tổ chức rồi. Năm 1961, một cái thảm họa nó rất là khủng khiếp, người ta gọi là thảm họa Thalidomide. Cái thảm họa này như nào? Thảm họa này là như này này, cái Thalidomide ấy nó là một cái loại thuốc an thần. Nó là một loại thuốc an thần. Rồi cũng được sử dụng, được cho lưu hành rồi cũng được sử dụng. Nhưng mà sau khi dùng Thalidomide một thời gian ấy thì người ta thấy là ở trên, người ta thấy rằng là có rất nhiều cái người phụ nữ là sinh non nhá, rồi xong rồi đứa con, những có rất nhiều đứa trẻ đẻ ra nhưng mà nó bị thiếu tay thiếu chân, rất nhiều đứa trẻ luôn nó bị thiếu tay, nó bị thiếu chân, rồi có những đứa trẻ thì nó bị thiếu một phần của tay một phần của chân, thậm chí là nó đẻ được đứa con ra nhưng mà cái tay cái chân của nó là dạng mái treo ấy, cái mái treo ở thuyền ấy đó, nó đứa con nó bị quái thai nữa, nó rất là nguy hiểm luôn. Nên rồi người ta mới bắt đầu nghiên cứu, người ta tìm hiểu xem lý do vì sao mà có rất nhiều đứa trẻ nó lại bị như vậy, và người ta đã tìm thấy được trong cái nhau thai nó có chứa thalidomide. À, là do nguyên nhân những cái người phụ nữ mang thai ấy, trong cái giai đoạn đầu của thai kỳ đã sử dụng thalidomide để an thần đó, rồi mới gây ra cái hiện tượng như vậy, là năm 1961. Rồi năm 1968 tại Anh đã thành lập được một cái hội đồng an toàn về thuốc, và sau đó thì tổ chức y tế thế giới và rất nhiều nước đã thành lập cơ quan chuyên thu thập và tập hợp các thông tin cũng như là hậu quả về phản ứng bất lợi của thuốc. Thế cái này là Việt Nam mình cũng có đó, Việt Nam mình cũng có trung tâm thông tin thuốc cũng chuyên thu thập các cái phản ứng bất lợi của thuốc đúng không, trung tâm thông tin thuộc quốc gia, trung tâm thông tin thuộc quốc vực đó. Nhưng mà cái trung tâm quốc gia của mình là thành lập hình như năm 2011 á, còn tổ chức y tế thế giới và rất nhiều nước thì họ đã thành lập cả cái trung tâm thông tin thuốc. À, mặc dù là cái thalidomide này này ở FDA vẫn chưa cho lưu hành, cho nên là thảm họa này nó không xảy ra tại Mỹ, nhưng mà nó cũng là một cái hồi chuông cảnh báo để cho FDA mới suy nghĩ đến cái một cái vấn đề là gì, phải tiến hành cả cái thử nghiệm và phải đảm bảo được an toàn cho con người thì mới cho lưu hành ở trên thị trường đúng không, phải cho thử nghiệm thì đã và phải đảm bảo an toàn đã rồi mới cho lưu hành, cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn. Thì mặc dù trước đó là đã có quy định rồi nhưng mà giờ là cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa,
năm 1962 sau khi thảm họa Thalidomide là năm 1961, thì đến năm 1962 đã ban FDA cho ban hành một cái điều lệ bổ sung gọi là Cofepris. Cái điều lệ bổ sung này quy định ba vấn đề này. Cái thứ nhất là phải tiến hành giai đoạn thử nghiệm tiền dược lý lâm sàng trước khi cho phép thử nghiệm ở trên người, có nghĩa là thử nghiệm ở trên động vật trước. Đó, thử nghiệm về độc tính ở trên động vật trước và trước khi cho thử nghiệm ở trên người, nhằm khẳng định những cái bằng chứng về độ an toàn của thuốc. Là anh phải thử nghiệm ở trên động vật đã và nó đảm bảo về độ an toàn đã rồi mới đem ra thử nghiệm ở trên người, và kết quả phải nộp cho FDA trong đơn đăng ký thẩm tra thuốc mới trước khi bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng. Đó là hai cái vấn đề. Thế các bạn sẽ so sánh với cái đạo luật năm 1938. Đây năm 1962 này. Năm 1962 nó như này. Là phải tiến hành giai đoạn thử nghiệm tiền dược lý lâm sàng, là yêu cầu phải thử nghiệm ở trên động vật trước. Đúng không? Và khẳng định được về cái độ an toàn của thuốc thì người ta mới cho phép thử nghiệm ở trên người. Đó, và thứ hai nữa là giờ mà muốn thử nghiệm ở trên người ấy, thì sau khi thử nghiệm tiền dược lý lâm sàng là phải nộp một cái đơn đăng ký thẩm tra thuốc mới về cho FDA để FDA phê duyệt đã. Người ta phải nộp vô là cái đề cương thử nghiệm lâm sàng, rồi dự kiến những nguy cơ có khả năng gặp phải, liều lượng sử dụng như nào, rồi nó phải thông qua một cái hội đồng đạo đức trước. Sau khi qua một cái hội đồng đạo đức mà được đồng ý, FDA đồng ý cho xong rồi ý, thì lúc đó mới được tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Thế bạn so sánh với cái này người ta gọi là cái điều lệ bổ sung, mà so sánh với cái đạo luật năm 1938 đấy, khác nhau ở chỗ nào? Đây, 1938 đây, các bạn thử đọc xem nó khác nhau chỗ nào, 1962 với 1938. Một 1962 là phải được FDA duyệt mới được nghiên cứu lâm sàng, đúng, lâm sàng trước rồi mới đưa kết quả cho FDA. Cơ quan 1938 là phải thử nghiệm lâm sàng rồi đưa cho FDA. Không phải vậy đâu, mà như này này, là người ta bình thường ấy, là 1938 là người ta bắt là thử nghiệm tiền lâm sàng. Thử nghiệm tiền lâm sàng là ở trên động vật, xong rồi thử nghiệm lâm sàng ở trên người. Sau khi có kết quả của hai thứ này thì gửi cho FDA để cấp phép lưu hành đối với thuốc, là của 1938 á. Nhưng mà vấn đề là theo quy định của 1938 thì nó mới chỉ bảo vệ được cho những cái người mà sau khi được cấp phép lưu hành thôi. Thế còn thử nghiệm lâm sàng này vốn gì nó cũng là thử nghiệm ở trên người mà, thế tại sao không được bảo vệ, đúng không? Vậy thì năm 1962 người ta yêu cầu này phải thử nghiệm tiền lâm sàng trước, xong rồi mới gửi cho FDA phê duyệt cái một lần nữa, phê duyệt lần một là cùng với cái đơn đăng ký thẩm tra thuốc mới và thông qua một cái hội đồng đạo đức để xin được thử nghiệm ở trên người. Là ngay cái giai đoạn này là gửi cho FDA một lần rồi đã, rồi FDA mới đồng ý thì mới cho thử nghiệm lâm sàng. Thử nghiệm lâm sàng xong thì vẫn tiếp tục giống như 1938 là bắt đầu tiếp tục gửi cho FDA để xin đăng ký lưu hành thuốc, hiểu không? Đó, làm giờ nó thêm một bước nữa là sau khi thử nghiệm tiền lâm sàng xong là phải gửi cho FDA một cái đơn xin đăng ký thẩm tra thuốc mới để được thử nghiệm ở trên người, để nhằm bảo vệ cho những cái người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng ở đây này, bảo vệ quyền lợi cho những cái người này này, ok. Bởi vì là ở đây cô sẽ cho các bạn xem một cái mà nó sẽ thấy được rằng là rất là cần thiết phải có một cái điều lệ bổ sung như vậy, nó rất là nó khủng khiếp lắm. Đây các bạn xem này, này đây nhá, cái thứ nhất ấy là một cái câu chuyện về nghiên cứu giang mai. Người đang nghiên cứu về cái bệnh giang mai ở Takagi năm giai đoạn năm 1932 đến năm 1972 đây này, thì người ta mới ở Mỹ nhá, đã thực hiện một cuộc thử nghiệm ở trên 600 người đàn ông da đen. 600 người đàn ông da đen nhá, có lịch sử phân biệt chủng tộc ở đây đúng không? Ở Mỹ người ta thực hiện một cuộc nghiên cứu ở trên 600 người đàn ông da đen ở Tuskegee.
bằng người ta nghiên cứu như nào, người ta cố tình gây nhiễm bệnh giang mai cho 600 người đàn ông da đen này, sau đó không điều trị cho họ, cố tình mà, cố tình có nghĩa là họ đâu có biết được là mình bị thử nghiệm đâu, rồi sau đó không điều trị cho những cái người đó để làm gì, để cho bệnh nó tiến triển lên từng ngày, giống như các bạn học 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 về tiến triển vậy đó, thì ở đây người ta cũng cố tình để cho bệnh tiến triển từng ngày để người ta ghi lại cái quá trình tiến triển của cái bệnh giang mai, đồng thời người ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh giang mai luôn, có nghĩa là những cái đối tượng họ bị vào thử nghiệm nhưng họ hoàn toàn họ không có quyền, có người không được biết rằng mình đang bị thử nghiệm đó. Rồi tiếp theo nữa, những cái thí nghiệm về thí nghiệm của Đức Quốc xã này, năm 1942 cái bác sĩ người Đức ấy, ông ấy đã gây ra một cái vết thương trên người của tù nhân, đã gây ra vết thương nhá trên người tù nhân, sau khi người ông ấy gây ra vết thương xong ấy là ông ấy thắt luôn cái mạch máu của hai cái đầu vết thương lại để làm gì, để cho máu nó không tới được cái chỗ vết thương ấy và gây ra hoại tử, sau đó ông ấy lại tiếp tục dùng dăm thủy tinh để dăm vào cái vết thương bị hoại tử đó làm tăng cái sự nhiễm trùng lên, và lúc này cái người những cái tù nhân đó mới bị nhiễm nhiễm vi khuẩn, nhiễm cả các loại vi khuẩn mà gây ra bệnh hoại tử với bệnh uốn ván này, Streptococcus này, Clostridium tetani này, nó là cái gì, bị nhiễm khuẩn, nhưng mà những cái vết này là do cái người thí nghiệm, cái người nghiên cứu họ tạo ra chứ không phải là tự dưng mới bị, mà là người ta cố tình gây ra những cái vết thương và làm cho nó tăng nặng lên. Sau đó sau khi mà bị nhiễm trùng xong ấy thì ông ấy sử dụng sulfonamide để ông điều trị cho vết thương đó. Mục đích ở đây là muốn nghiên cứu về hiệu quả kháng khuẩn của sulfonamide. Nhưng mà người ta lại dùng trên những cái tù nhân. Đó, nó rất là độc ác, rất là vô lương tâm luôn, không có một tí đạo đức nào hết. Khi mà nghiên cứu ở trên người thì ở đây năm 1962 cái điều lệ sửa đổi bổ sung Harris ấy, thì mục đích ở đây muốn là gì, bảo vệ cho những cái người tình nguyện này này. Nào, anh muốn thử ở trên người đúng không, anh sẽ thử nghiệm như nào ở trên người, anh phải có đề cương nghiên cứu, phải có cái đề cương nghiên cứu đàng hoàng, rồi xong rồi anh phải có cái gì, nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì cho con người, rồi đã có cái biện pháp nào để khống chế những cái hậu quả đó hay là chưa, là phải thông qua một cái hội đồng đạo đức, một cái đề cương nghiên cứu để mới được xét duyệt, chứ không phải là tự dưng đây là những cái nghiên cứu tư pháp, nhưng mà rất là nghiêm trọng, rất là vô đạo đức. Rồi tiếp theo nữa là người ta nghiên cứu ở đâu nữa đây này, người ta nghiên cứu ở ở đâu đây, hơn 100 trẻ em sống ở trong một trại trẻ mồ côi được nuôi ăn bằng bằng cái thức ăn có chứa sắt và canxi phóng xạ. Hơn 100 trẻ em sống ở trong trại trẻ mồ côi, người ta cho ăn thức ăn bằng có chứa sắt và canxi phóng xạ vào năm 1950. Mục đích của cái việc nghiên cứu này để làm gì, người ta muốn kiểm tra xem là cả cái yếu tố phóng xạ nó lưu thông như nào ở trong cơ thể của con người, nhưng mà lại sử dụng trẻ em, dùng trẻ em để nghiên cứu, nó rất là độc ác. Mà những cái đứa trẻ này ở đâu, những đứa trẻ mồ côi, vậy là các bạn sẽ thấy rằng những cái đối tượng được nghiên cứu là ai, là những tù binh, là những người đàn ông da đen, là những đứa trẻ mồ côi, là những người mà họ không có cái khả năng để tự bảo vệ cho bản thân ấy. Và sau cái sự việc đó thì nó cũng có cái sự hòa giải kiện tụng trị giá 1,85 triệu đô. Nhưng mà những cái đứa trẻ này thì sao? Rõ ràng nó đang mang bệnh tật ở trong người. Rồi tiếp nữa, ở đây có một cái cuộc những cái cựu chiến binh nguyên tử. Là sao? Trong cái thế chiến thứ hai, nhiều cái binh sĩ người Mỹ á, bị ép buộc đứng quan sát các vụ nổ nguyên tử trong vòng 50 dặm. Là sao? Người ta muốn kiểm tra xem ảnh hưởng của bom nguyên tử nó ảnh hưởng như nào đến cơ thể của con người. Giống như là những cái ở Việt Nam mình là bị chất độc màu da cam vậy đó, do ảnh hưởng của chiến tranh ấy. Thì ở đấy người ta muốn nghiên cứu xem là cái bom nguyên tử đó nó ảnh hưởng như nào đến cơ thể của con người. Mà người ta đã bắt những cái binh sĩ người Mỹ đứng quan sát cái vụ nổ bom nguyên tử trong vòng 50 dặm, và gây ra hàng nghìn cái binh sĩ sau đó đã bị chết vì ung thư máu và các dạng ung thư hiếm khác. Đương nhiên là gia đình của họ cũng muốn kiện chứ, nhưng mà bị ngăn cấm kiện chính quyền Liên bang. Nó rất là khủng khiếp luôn. Vậy thì bởi vì có những cái gì nhỉ, những cái thử nghiệm như này, cho nên là rất nhiều người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những cái cuộc thử nghiệm.
Chính bởi vậy cho nên năm 1962 thì mới ra một cái điều lệ sửa đổi bổ sung ngay sau cái năm 1961 là cái thảm họa Thalidomide ấy. Thì năm 1962 là Mỹ mới ban hành ra một cái điều lệ bổ sung cơ phòng và Paris, yêu cầu thứ nhất là phải thử nghiệm tiền lâm sàng trước rồi mới được thử nghiệm ở trên người để đảm bảo về tính an toàn của thuốc. Cái thứ hai, muốn cái thử nghiệm ở trên người thì phải nộp cho FDA một cái đơn đăng ký thẩm tra thuốc mới và phải được FDA đồng ý thì mới được thử nghiệm ở trên người để đảm bảo an toàn cho cái người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng. Rồi thứ ba là gì? Phải bổ sung được thử nghiệm để đưa ra bằng chứng thật đảm bảo là thuốc có hiệu quả. Phải bổ sung thử nghiệm nhé để đưa ra bằng chứng thật đảm bảo là thuốc có hiệu quả. Đó. Vậy thì cái thử nghiệm để đưa ra bằng chứng thật đảm bảo thuốc có hiệu quả là như nào? Đây. Yêu cầu này, cái bằng chứng thật nó như này, phải tiến hành những mẫu thử nghiệm lâm sàng được chọn một cách ngẫu nhiên để chứng minh tính hiệu quả của thuốc trước khi đưa ra trên thị trường. Có nghĩa là sao? Bây giờ ấy, bạn sẽ hình dung này, khi một cái thuốc mà được đưa ra lưu hành ở trên thị trường ấy, một thuốc nhá mà được đưa ra lưu hành ở trên thị trường thì cái đối tượng bệnh nhân rất là đa dạng, rất nhiều bệnh nhân dùng. Rồi bệnh nhân mắc những cái bệnh lý nền như nào thì trong cái trường hợp này mình không có kiểm soát được. Rồi bệnh nhân có tiền sử dị ứng gì không, rồi bệnh nhân như nào, rất nhiều bệnh nhân khác nhau, đa dạng lắm. Rồi là bệnh nhân có tự ý tăng liều không, bệnh nhân có tự ý giảm liều không, bệnh nhân uống thuốc có đúng giờ hay không, rồi người ta yêu cầu uống trước ăn, bệnh nhân uống sau ăn, rất nhiều cái trường hợp xảy ra, nó rất là đa dạng luôn. Cho nên là gì, mới xuất hiện một cái chương trình giám sát thuốc Boston và tài trợ cho cái chương trình theo dõi thuốc mới ở trong cái bệnh viện là vì vậy. Vậy thì rõ ràng là mình khi mà thuốc ra đời lưu hành ở trên thị trường ấy, cái việc kiểm soát những cái tác dụng bất lợi của thuốc và kiểm soát cái việc sử dụng của thuốc của người bệnh thì nó rất là khó, nó rất là đa dạng, nó rất là ngẫu nhiên. Cho nên người ta yêu cầu là gì, khi mà thử nghiệm lâm sàng ở cái giai đoạn 3 trước khi lưu hành ở trên thị trường ấy, đã đòi hỏi những cái mẫu thử nghiệm đó phải được chọn một cách ngẫu nhiên, giống như là một cái mô hình thu nhỏ của cái thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 4 vậy đó. Cái thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 sẽ là gì, nó cũng phải được chọn một cách ngẫu nhiên luôn để chứng minh tính hiệu quả của thuốc trước khi đưa ra thị trường, đó chính là cái bằng chứng thật ạ. À, bằng chứng thật yêu cầu là gì, phải thử nghiệm lâm sàng được chọn ngẫu nhiên để chứng minh tính hiệu quả của thuốc trước khi đưa ra thị trường nhá, là đòi hỏi như vậy. Và chính cái điều lệ bổ sung này đã tăng thêm cái thời gian của quá trình nghiên cứu, đúng không, phải đợi được FDA phê duyệt để được vô thử nghiệm lâm sàng. Đó, rồi là đòi hỏi phải thử nghiệm một cách ngẫu nhiên chứ không mang tính chủ quan giống như thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 nữa. Cho nên là cái thủ tục pháp lý này nó làm chậm lại cái quá trình đưa thuốc mới ra thị trường. Đó cũng là lý do vì sao mà nghiên cứu một cái loại thuốc mới mà mất đến tận 10 đến 15 năm, nó rất là lâu. Đó. Nhưng mà đổi lại là gì? Nó sẽ đảm bảo được an toàn cho người sử dụng. Thủ tục pháp lý này nó chậm lại, làm chậm lại cái quá trình đưa thuốc mới ra thị trường cho đến khi nào mà có sự đồng ý hoàn toàn của FDA. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ tốt, rất là tốt, đúng không? Đảm bảo an toàn cho cái người sử dụng nha. Đồng thời FDA yêu cầu phải xem xét lại toàn bộ các thuốc đã được phê duyệt từ năm 1938 đến năm 1962. Từ năm 1938 là cái đạo luật đó. À, mà không có thử nghiệm, mà không có một cái đề cương phê duyệt của trước cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng á, cho đến năm 1962 khi mà điều lệ sửa đổi bổ sung này được ban hành, thì tất cả những cái thuốc trước đó là cần phải được xem xét lại toàn bộ, đã xem xét là hết. 1938 đến 1962 là rất nhiều thuốc đó, cứ một năm như vậy bao nhiêu thuốc được ban hành mà tha hồ xem xét luôn. Rồi được không, hiểu không? Có gì thắc mắc ở cái đoạn một cô mới nói xong không? Có chỗ nào thắc mắc thì hỏi luôn nhé. Nói chung là chị kể cho học thì nó cũng khá là trừu tượng. Mà khóa của mình thì đầu tiên, khóa đầu tiên học về dịch tễ được học
Các bạn có gì thắc mắc ở cái mà cái từ đâu cho đến đến đoạn này không? Không, nếu không thắc mắc gì nữa nghỉ ra chơi. Người ta xin mà được bao chỉ dễ dàng là giải phóng trầm thì cũng là nguyên nhân mà gây ra những cái lỗ thủng ở ruột non đó, nhưng mà người ta lại mất rất nhiều năm người ta mới nhận ra được là những cái tác dụng phụ của thuốc. Rồi một số cái tác dụng bất lợi đây, Bendactin điều trị chứng buồn nôn chóng mặt cho phụ nữ có thai thì sau đó bị cấm lưu hành bởi vì có các cái vụ kiện mà gây ra tình trạng quái thai, mặc dù có thể rằng nó thiếu những cái bằng chứng khoa học để khẳng định, nhưng mà sau đó thì Bendactin này cũng bị cấm lưu hành. Rồi Sucrophen gây ra hội chứng đau sườn cấp tính và suy thận cấp tính có hồi phục, hay là isotretinoin này gần như bị loại khỏi thị trường bởi vì là gây ra hiện tượng sinh non đó. Rồi năm 1979 triazolam được đưa ra thị trường thì đến năm 1990 là phát hiện ra một số cái trạng thái không bình thường của hệ thống thần kinh trung ương, tức là mất đến tận 11 năm á. Các bạn thử tưởng tượng xem cái vaccine ngày hôm nay mình tiêm nó không biết bao giờ nó có những cái biểu hiện rõ rệt của tác dụng phụ gì đó hay không thì cũng không có biết nhỉ. Đó, rồi silicone này, chất đồn ngực thì cũng gần đây cũng bị cáo buộc là nguyên nhân gây ra ung thư và bệnh thấp khớp. Đó, rồi hay là fluoxetine được làm cái thuốc tâm thần á, mà bị mất phần lớn thị trường bởi vì là cũng liên quan tới ý định thích tự tử. Đó là một số cái gì nhỉ, cái tác dụng bất lợi của thuốc ha, mà cái hầu như nó là liên quan đến phản ứng dạng B hết đúng không? Mình toàn nhìn thấy nó là liên quan đến cái phản ứng dạng B không à. Rồi dịch bệnh xuất phát từ bệnh hen ở New Zealand ấy gây ra nhiều ca tử vong, mà được phát hiện là có nguyên nhân gây liên quan đến việc sử dụng phenobarbital hay là tecfenadin này, artemisinin này gây ra hiện tượng loạn nhịp đó. Rồi bromocriptine ở phụ nữ sau sinh dùng ấy thì gây ra cơn cao huyết áp đột ngột và đột quỵ đó. Tuy nhiên là cái việc thu hồi các thuốc này thì cũng không được đồng thời và dứt khoát, có nghĩa là đôi khi có những cái chưa có rõ ràng á, cho nên là cái việc thu hồi nhiều khi nó cũng không được dứt khoát. Rồi năm 1970 thì cơ quan nghiên cứu dịch tễ về thuốc được hình thành ở Mỹ đó, hiện nay gọi là trung tâm dịch tễ Sloan, phát triển đến tận các tuyến bệnh viện cơ sở và theo chương trình phối hợp giám sát thuốc Boston bằng cách là thu thập những phản ứng bất lợi của thuốc trong quá trình điều trị cho bệnh nhân và sử dụng những cái dữ liệu đó để hình thành các nghiên cứu đối chứng tại bệnh viện nhá. Và năm 1976 thì có hội đồng phối hợp kê đơn sử dụng thuốc được thành lập. Hội đồng này bao gồm các chuyên gia có nhiệm vụ đánh giá vai trò của dịch tễ dược trong những cái năm 1976 và đưa ra những cái đề xuất cho tương lai. Đến năm 1977 thì có cơ quan chuyên phân tích các số liệu về y tế và hệ thống giám sát đã được thành lập, sử dụng số liệu về kê đơn thuốc để hình thành các nghiên cứu dịch tễ dược học. Và năm 1980 thì cơ quan nghiên cứu giám sát an toàn thuốc đã được thành lập ở Anh, chuyên làm nhiệm vụ giám sát việc kê đơn của các cái thầy thuốc. Thế ở Việt Nam mình có cái gì các bạn biết không? Cái mà giám sát việc kê đơn của thầy thuốc tại các bệnh viện á, thì ở Việt Nam mình gọi là cái gì? Biết không? Hội đồng thuốc và điều trị. Nhá, ở mỗi bệnh viện, tất cả bệnh viện đều có hội đồng thuốc và điều trị hết. Đó, để mà giám sát việc kê đơn của các cái thầy thuốc rồi để đưa ra các cái hướng dẫn điều trị rồi xây dựng danh mục thuốc á. Đó. Rồi tiếp theo nữa là năm 1990 thì xuất hiện sự chuyển đổi trong lĩnh vực nghiên cứu của dịch tễ dược học này. Mới đầu thì là nghiên cứu sử dụng thuốc và phản ứng bất lợi của thuốc. Sau đó chuyển sang là nghiên cứu về các cái chỉ số kinh tế y tế để lựa chọn thuốc này và đưa ra phác đồ điều trị này. Và thêm một mảng nữa là quản lý các cái chính sách quản lý và chính sách dược, cũng như là nghiên cứu chất lượng dịch vụ dược. Cái này lúc đầu giờ mình có nhắc đến ba cái nội dung của dịch tễ dược học rồi đúng không? Rồi việc của bạn bây giờ này, đây là bốn cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng pha 1, pha 2, pha 3, pha 4 á. Các bạn đọc và bạn so sánh cho cô nha, xác định dùng cô là mục tiêu của bốn giai đoạn là gì, mục tiêu của bốn giai đoạn thử nghiệm lâm sàng là cái gì.
Rồi so sánh cho con đi. Đâu bạn nào giơ tay đấy? Thảo Như nào. Dạ cô nghe em nói không cô? Có, cô nghe em nói đi. Dạ. Ở thử nghiệm giai đoạn 1 á, là khi mà đã được nghiên cứu về dược tính và độc tính ở trên động vật thì sẽ tiến hành nghiên cứu ở trên các tình nguyện viên để mà xem cái tính chất vật lý của thuốc hoạt động trên cơ thể mình ra sao. Sau đó thì có thể phát hiện thêm một số độc tố hay là hoạt động và chuyển hóa hấp thu bài tiết của thuốc thì mình sẽ ghi chép lại. Rồi đối với giai đoạn 2 thì giai đoạn 2 thì sẽ thử nghiệm thuốc trên một vài người bệnh mà chấp nhận sử dụng thử thuốc này. Thì cái giai đoạn này á là mình sẽ xác định tính an toàn và hiệu quả của thuốc đối với cái bệnh đó. Rồi từ đó thì có thể tìm ra được cái liều dùng tối thiểu và tối đa của loại thuốc đó. Rồi đối với giai đoạn 3 thì sẽ thử nghiệm với một số lượng người nhiều hơn. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ dạ chưa, tại em nghe cô nói em tưởng cô định nói cái gì đó. Đâu cô nói gì đâu, ai nói á? Dạ. Không phải cô, em Dạ. gì đấy. Dạ, giai đoạn 3 thì sẽ thử nghiệm trên cái số lượng người nhiều hơn để mà có được một cái thông tin đánh giá về lợi ích và nguy cơ của thuốc rồi và quyết định xem là cái thuốc này có nên được lưu hành trên thị trường hay không. Và giai đoạn 4 là khi mà cái thuốc này á đã được cho lưu hành trên thị trường nhưng mà vẫn phải được theo dõi giám sát để mà thu thập thêm thông tin về an toàn và hiệu quả và tính sử dụng tối ưu của thuốc đó. Giảng hết rồi cô. Không có ai góp ý gì hết ha. Rồi vậy thì cho mình xem bạn bạn Thảo nói đúng không nha, bạn Thảo hay bạn Như ấy nhỉ. Đây Thảo Như nào. Giai đoạn 1 thì mục đích là ở đây là cái gì? Giai đoạn 1 đây là mình đã học về bốn cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhé, bốn giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Rồi với bốn giai đoạn thử nghiệm lâm sàng này thì mình sẽ có này. Thử nghiệm, muốn thử nghiệm lâm sàng thì trước tiên là phải thử nghiệm ở đâu, ở trên động vật trước đúng không, phải thử nghiệm đánh giá về độc tính ở trên động vật trước để từ đó mình xác định được hiệu quả này và xem là nó có phù hợp để mà thử nghiệm ở trên người hay không này, đồng thời ước tính liều chung ban đầu ở trên người đó. Mình sẽ ước tính trước liều chung ban đầu ở trên người đó, thì mục đích ở cái thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 chính là xác định liều thích hợp mà cái liều này là vừa đảm bảo an toàn lại vừa có hiệu lực. Chính bởi vậy cho nên là gì, trong cái lúc mà thử nghiệm ở cái giai đoạn 1 này là người ta cũng xác định được trong cái trường hợp quá liều là nó cũng có thể xảy ra vấn đề gì này, đảm bảo an toàn và có hiệu lực ở trên người, xác định về liều ha. Với thử nghiệm giai đoạn 1 thì là sẽ tiến hành trên đối tượng bệnh nhân, trên những người khỏe mạnh hoặc có thể là trên những cái người bệnh mà thuộc cái có cái bệnh mà thuộc phạm vi điều trị của thuốc nghiên cứu đó. Tiếp theo đó là giai đoạn 1. Tiếp theo là ở giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì bắt đầu sẽ nghiên cứu trên những cái người bệnh. Với mục đích ở đây sẽ là gì? Thu thập các cái thông tin về dược đồng học của thuốc, xem cái quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa thải trừ của thuốc như nào. Rồi khoảng bao lâu thì thuốc đạt được nồng độ tối đa ở trong máu. Rồi thu thập về phản ứng bất lợi của thuốc và xác định cái liều dùng hàng ngày. Đây là mục tiêu của giai đoạn 2 nhé. Thu thập về dược đồng học này, phản ứng bất lợi của thuốc này và xác định liều dùng hàng ngày. Đối với cái ở giai đoạn 2 thì mình sẽ dùng hai nhóm. Một cái nhóm dùng thuốc thử và một nhóm chứng. Một nhóm là dùng cái thuốc mà mình đang thử nghiệm này này, và một nhóm chứng là dùng giả dược để mình so sánh xem, nhằm là loại bỏ cái những cái ảnh hưởng do tâm lý gây ra. Một số cái bệnh nhân thì chỉ cần uống có viên thuốc thôi là bảo là khỏe mạnh rồi, người thoải mái rồi, đó là do ảnh hưởng về mặt tâm lý. Và một số nước thì quy định rằng là mỗi cái nhóm thử nghiệm như này thì phải trên 50 người, trên 50 bệnh nhân. Mục đích nhớ rằng là mục tiêu của giai đoạn 1 ấy
là người ta sẽ ước tính cái liều ban đầu, đúng không? Ở giai đoạn 1. Ở cái giai đoạn 2 thì là thử nghiệm về đánh giá về dược đồng học, nắm bắt thu thập thông tin về dược đồng học, phản ứng bất lợi và xác định liều dùng hàng ngày. Giai đoạn 1 là xác định liều, đó, liều. Rồi giai đoạn 3 là số lượng cái người bệnh lúc này là lớn, khoảng 500 đến 3.000 bệnh nhân. Nhưng mà đối với những cái người bệnh mà tham gia thử nghiệm này thì được chọn một cách ngẫu nhiên. Bởi vì theo yêu cầu của FDA á, là người ta yêu cầu là gì? Phải chọn một cách ngẫu nhiên để cung cấp bằng chứng thật. Nó giống như là một cái mô hình thu nhỏ của cái thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 4 vậy đó. Số lượng người bệnh thì khoảng 500 đến 3.000 người, nhưng mà được chọn một cách ngẫu nhiên. Ngoài ra ấy, thì FDA còn yêu cầu rằng ít nhất một trong các mẫu thử nghiệm lâm sàng phải được chọn, phải được tiến hành ở Mỹ. Đó. Vậy thì thường ấy thì những cái thử nghiệm lâm sàng nó sẽ tiến hành ở một số cái nước nghèo, một số các nước châu Phi chẳng hạn. Lý do là vì gì các bạn? Thử nghiệm lâm sàng á, tại sao lại được triển khai người ta thí nghiệm lâm sàng ở một số người nước nghèo? Do cùng là do người châu Phi nó có những cái nguồn nước với lại môi trường sống không có được sạch sẽ hả cô, nên bệnh nhiều. Không phải. Còn có gì nữa không? Dân số đông, dân số đông thì mình cái việc chọn mẫu nó dễ đúng không? Rồi còn ngoài dân số đông ra thì còn có gì nữa không? Lý do nữa, cái chi phí thử nghiệm lâm sàng nó nhiều hay ít? Ừ, thì chi phí thử nghiệm cho lâm sàng nó rẻ hơn, đúng không? Chi phí để trả cho những cái bệnh nhân tham gia thử nghiệm này này, nước nghèo mà. Cho nên là chi cho họ một khoản tiền nào đó thì đối với họ là lớn rồi, nhưng mà với cái công ty sản xuất thì nó là chi phí nó sẽ thấp xuống. Rồi thêm một lý do nữa là gì? Cái quy chế quy định mà để cho thử nghiệm lâm sàng ấy nó chưa được chặt chẽ. Có nghĩa là cái mức độ bảo vệ cho những cái người tham gia thử nghiệm ấy đương nhiên là nó sẽ không thể bằng so với các nước giống như Mỹ được. Muốn thử nghiệm ở trên con người của người người bệnh ở Mỹ thì nó sẽ khó khăn hơn, cái quy chế nó đưa ra nhiều quy định hơn. Cái việc cấp phép để xin thử nghiệm ở trên người nó sẽ khó hơn so với những ở những cái nước mà nước nghèo, những nước đang phát triển. Đó. Thì đó là lý do vì sao mà người ta tiến hành thử nghiệm ở những cái nước khác. Thế nhưng mà Mỹ thì cũng yêu cầu rằng ít nhất một trong các mẫu thử nghiệm lâm sàng đó phải được chọn ngẫu nhiên, đó là phải được tiến hành ở Mỹ. Phải được tiến hành ở Mỹ để người ta muốn đảm bảo thực tế là sau khi thử nghiệm lâm sàng xong mà đem sang sử dụng thì những cái liều mà xác định trước đó thì vẫn có thể sử dụng phù hợp với người dân Mỹ luôn. Nhưng mà mình đi nghiên cứu ở nước khác đó, mình áp dụng ở Mỹ thì đôi khi có thể cái liều đó nó không có phù hợp. Đó, thì FDA yêu cầu như vậy. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 nó là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý xem xét đánh giá là có nên cấp phép cho một sản phẩm thuốc mới có được lưu hành và sử dụng rộng rãi hay là không nhá, làm bằng cách là cung cấp các cái bằng chứng thật á, cung cấp lựa chọn cái mẫu thử nghiệm một cách ngẫu nhiên. Rồi tiếp tục thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 4 thì sau khi đưa thuốc ra đời lưu hành ở trên thị trường thì vẫn tiếp tục thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 4 thông qua mấy cái chương trình giám sát thuốc Boston này, xong rồi tài trợ cho các cái chương trình sử dụng thuốc tại các bệnh viện để người ta theo dõi này. Vậy thì tại sao đã đi qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đã đồng ý cho thuốc lưu hành ở trên thị trường rồi nhưng mà vẫn tiếp tục thử nghiệm lâm sàng ở khoa 4, vì sao nhỉ? Ở lúc này cô cũng nói một lần rồi đó, là khi mà thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3 xong ấy thì số lượng bệnh nhân thì có thể là lớn thật đấy, nhưng mà lớn làm sao được bằng bằng cái số lượng bệnh nhân mà khi mà sử dụng thuốc sau khi thuốc lưu hành ở trên thị trường, mà hơn nữa là số lượng bệnh nhân đấy là nó rất là đa dạng, đúng không? Bệnh tật đi kèm rồi tuổi rồi giới rồi uống thuốc bao giờ nào này, rồi uống kèm với thuốc gì không này, rất là đa dạng. Rồi có thể rằng là có bệnh nhân có thể có mắc một số cái chứng bệnh có thể là do di truyền hay là yếu suy giảm chức năng gan thận hay cái gì đó nữa. Và trong cái giai đoạn 4 này nó có thể là bệnh nhân sẽ gặp một số cái tác dụng phụ có hại nào đó.
hoặc là có những cái tác dụng nào đó mà trong một cái thời gian dài nó mới bộc lộ ra hết được. Bởi vì nghiên cứu giai đoạn 3 nó bị cũng bị hạn chế về mặt thời gian. À, cho nên là cần phải tiếp tục theo dõi và đánh giá lâm sàng ở pha 4 nhá. Mục đích là để đánh giá lại về tính hiệu quả, độ an toàn và khả năng chấp nhận sử dụng tiếp tục của thuốc ở trong cái điều kiện thực tế. Tạo thêm nhiều bằng chứng về độ an toàn nữa. Đó, là 4 giai đoạn như vậy. Hết bài rồi. Các bạn có gì thắc mắc hay hỏi gì không?